video hướng dẫn cách làm một chiếc vòng tay mang tên Stephen Curry của chúng tôi. Bây giờ các bạn cùng tôi thực hiện cách làm nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện cách để có thể làm một chiếc vòng tay. Và cái chiếc vòng tay này của mình thì nó sẽ mang tên cầu thủ Stephen Curry nhé các bạn. Thì để làm chiếc vòng tay này thì các bạn cần chuẩn bị đó là cái phần chữ này, chữ để ghép tên đúng không, và cái hạt để chúng ta làm cái chiếc vòng cho nó thêm sinh động hơn. Thì các bạn sẽ chọn những cái hạt vòng, hạt ngọc sao cho nó phù hợp nhé. Tiếp theo là mình cần có pin này, tiếp theo là bộ chỉ này. Rồi, và mình sẽ cuộn cái, mình sẽ cắt nút cái phần, mình sẽ cắt nút cái phần dây này vào để chúng ta sẽ khi chúng ta xỏ cái phần hạt vào thì nó sẽ không bị tuột nhé. Sau khi chúng ta có cái phần dây này rồi thì mình sẽ đi ghép cái hạt vào nhé. Bây giờ mình sẽ ghép hạt và ghép chữ. Mình sẽ xoay vòng.
theo sẽ là hai cái hạt màu xanh. Chúng ta lại tiếp tục có thêm một cái chữ E nữa đúng không? Stephen. Stephen. Tiếp theo là chữ T này. Và chữ cuối cùng sẽ là chữ S. S gì? Rồi xong cái phần chữ rồi thì mình sẽ đi ghép tiếp cái phần hạt ở bên trên cái vòng này nha. Mình sẽ cân đối xem là đã đủ một cái vòng chưa nhé. Các bạn cắt cái phần thừa đi. Mình sẽ cho lại kim vào trong cái túi này. Giờ mình sẽ buộc hai đầu của cái chiếc vòng này lại. Các bạn cắt cái phần dây thừa này đi nhé. Như vậy thì chúng ta đã hoàn thành xong chiếc vòng tay này rồi. Hẹn gặp lại.